Mời tất cả mọi người nha. Sáng mở mắt ra hỏi có mua gà cho em không anh? Nó có sao không có, 5-6 giờ sáng là tôi mua rồi đó. Mà có điều tôi gửi cậu tôi mua giùm chứ tôi không có đi nữa. Tính ra là mấy ngày nay là bạn gà nhiều lắm luôn, bà không ngán bà thấm. Bà nói không ngán đâu, bữa nay tôi làm cái món này là cực kỳ ngon. Ngon thì tôi dứt cho bà 4 cái đồ luôn nè. Chuyến này tôi cho bà ăn ngán thì thôi luôn. Đang rửa gà vậy kêu lấy bịch hạnh cho bà, nó làm vậy? Nói tôi tắm cho mấy gà cho sạch sẽ. Tại gà công nghiệp ở chợ không biết sao. Thôi tắm rửa là cho chắc ăn nha mọi người. Rồi vô ốp thôi. Rồi bây giờ mình bắt tay vô việc thôi. Vô bà đập tỏi bà ầm nhuyễn xong bà thảy vô con gà, bà ướp con gà cho mọi người. Sau đó mình cho miếng nước mắm nè, miếng đường, miếng muối, miếng bột ngọt. Ướp cái này cũng hơi lạt lạt thôi chứ cũng chưa mặn lắm nha mọi người. Tại một lát bà thấm bà còn làm nước sốt bà chế lên nữa, cho nên mình ướp cái này hơi nhẹ tay thôi nha. Rồi sau khi ướp xong bây giờ mình sẽ dùng tay mình bóp, mình nặng, mình giò, mình xo bóp cái chân gà, cái đùi gà gì đó nha, cho nó đều, nó thấm gia vị vô mọi người. Mà tính ra bà thấm bà cũng khéo tay, bà cắt ngược ở trong nè cho cái da nó đừng bị gắt nha mọi người. Chứ mình cắt ở ngoài một lát mình chiên lên á là cái da nó sẽ săn lại, nó không đẹp nha mọi người. Đó, bà chừa cái da lại cũng đẹp lắm nha. Gì mới đập tỏi xong, giờ đập tỏi nữa vậy bà nội? Nói trời ơi, cái này tôi đập vô tôi làm nước sốt ông ơi. Hồi nãy là đập tỏi ướp, bây giờ đập tỏi làm nước sốt nè. Mà quên nữa, cái đùi gà mình để cho lâu lâu chút nha mọi người. Tầm khoảng 10-15 phút hay nửa tiếng gì cho ngấm gia vị cái mình ha chiên nha. Mà mới nói xong bà xách cái chanh dầu bà chiên luôn rồi. Rồi giờ quay lại với cái món nước chấm thần thánh của bà mọi người. Không phải lộn cái nước sốt thần thánh gì chứ phải nước chấm nha. Rồi trước tiên mới cho tương ớt vô nha. Rồi sau cho nước tương nè, rồi đường nè, bột ngọt nè, nước mắm nè. Thì cũng tương tự như hồi nãy nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ cháy tỏi, mình bỏ cái này vô, mình khuấy đều lại. Cháy xong đem đi đổ luôn chứ làm gì nữa giờ. Mà có điều đổ vô thau nha. Để lát mình để đùi gà vô mình nhúng cho nó vừa nha. Lửa đang sôi hùng hục vậy ba bắt ba hãy vô luôn. Nào nghe để vậy mới hấm vô nha mọi người, nó mới rút nha, chứ còn để nguội là sốt nó không bị hút vô đâu. Rồi thì sau bao lâu chờ đợi mòn mỏi đợi chờ thì bây giờ cũng đã xong cái món gà chiên của bà nha mọi người. Cái này xong không biết rồi. Gà chiên gì nữa đây nè. Thổi vừa ăn luôn nha. Mời mọi người ăn đùi gà cùng với mình nha, ăn cơm nha. Wow, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Nóng quá bàn bọt tài. Ăn cái đùi bự luôn. Ấy, mời tất cả mọi người nha. Ra nó bụng thấy kèm. Ngon quá. Này kéo dĩa vào chổng đi. Để cho nó cao quá. Nước sốt mặn mặn cay cay. Thơm của mùi tỏi nữa. Hết mệt luôn. Mới đi gì mà gặp cái này là hết mệt luôn mọi người. Không cơm luôn, ăn đùi gà không đi no luôn. Anh thấy ăn cái đùi gà là anh no luôn đó. Chắc bỏ cơm quá. Ngon quá. Này rất ngon. Thêm miếng cơm trắng. Trời, cái mùi nó mặn mặn mà nó ngọt ngọt. Nó béo béo nữa, của thịt gà nữa. Ôi ôi, gói. Có bao tay. Có bao tay nữa hả? Nay có chuẩn bị bao tay nha mọi người. Sao dữ dằn vậy ta? Ăn cho đỡ. Sao ăn? Ăn một tay thôi. Bình thường ăn cơm gì, nay có bao tay nữa mọi người. Sao đổi bao tay đây? Nè, cầm giúp em nè. Cầm tay này ha, cầm tay trái hả? Wow. Chị mời mọi người nha. Kỳ luôn. Người cái đùi này không ăn khỏi ăn cơm cũng no, nó thiệt tình luôn á. Quá. Bây giờ chạp nha. Cái xương đỡ. Trời ơi, em dạ. Trước là cầm lợi mới được. Nhìn ngon quá. Wow. Ngọt ngọt mặn mặn. Mỡ thơm mùi nước tương với tỏi không? Tuyệt quá mọi người. Cái này ăn không mới ngon, cái ăn cơm không ngon à. Rút nguyên cái đùi không mới ngon, chứ ăn không nó mới cảm giác được cái mùi thơm nó đã hả. Cắt luôn rồi.
làm cái đùi đi. No. Rồi cái táo sức ăn. Tại đây em. Còn mà chưa đã mình chấm vô chén chấm nha. Cái nước sốt hồi nãy á. Giữ luộc. Đó, trời. Rồi chảy ngoài à. Ôi chảy dưới rồi. À, còn nóng lắm luôn á. Còn cái da này nó thấm đủ cái nước sốt luôn á. Ngon. Ăn cơm bữa nay khỏi cầm chén luôn. Hả mà chơi giờ mình nóng ăn dữ quá mọi người. Ăn riết chắc mập như heo luôn quá. Nóng quá. À, người mình nè. Quá đã. Nó chảy ấm ánh luôn nè. Chấm một cái. Thôi em cạp à. Em thấy chạp nó vẫn ngon hơn. Đã quá. Nóng quá mọi người. Ngon thật nha mọi người. Điệu đà chứ đẹp vậy mà. Mà ăn vậy mới ngon nè. Sớ nha, sớ thịt đá nha. Đây quay cũng muốn hết rồi đó, không ghê không? Ngon quá mà. Trời ơi, khúc này ngon à. Ngon. Thôi vậy thôi, mình chắc cũng kết thúc video tại đây hết mọi người. Rồi, hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Để em bỏ bọc, em cạp cho thấy nó đã một cái. Tháo trong video tiếp theo nha. Rồi, khoan quá.